Ok, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã đến với kênh chứng khoán Thâm Ân Hoàng. Thì hôm nay là thứ năm, chúng ta review lại cái diễn biến thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì chúng ta quan sát kỹ cái phiên giao dịch ngày mai. Ngày mai là phiên rất là quan trọng để anh chị em chúng ta chú ý, bởi vì ngày mai là kết thúc tuần. Thì tí nữa quan trọng điều gì thì Hoàng sẽ nói. Ok, đầu tiên thì chúng ta review sơ qua cái diễn biến thị trường. Thì chúng ta thấy là thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một cái sự điều chỉnh tương đối nhẹ. Chúng ta thấy là chỉ số chung thì nó chỉ giảm 1% mà thôi, giảm 1 điểm mà thôi. Và chúng ta thấy là thanh khoản thì phiên giao dịch ngày hôm nay cũng tương đối lớn. Và chúng ta thấy là bề mặt các cái cổ phiếu thì chúng ta thấy là có 197 cổ phiếu tăng, và chúng ta thấy là 155 cổ phiếu giảm. Còn chỉ số VN30 thì chúng ta thấy là hầu như là đi ngang ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thì chúng ta để ý là các cái nhóm trong VN30 như là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy là đoạn này chủ yếu là nó đang có một cái giai đoạn là xu hướng đi ngang. Thì chúng ta thấy là chỉ số VN30 thì nó cũng đã phản ánh điều đó, với cái thanh khoản thì nó cũng tương đối thấp, chỉ quanh từ 2.500 đến 3.000 tỷ thôi. Thì nhóm ngành ngân hàng đoạn này còn thấy là chưa đủ các cái yếu tố để chúng ta đánh trong cái giai đoạn hiện tại. Ok, thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị em nào chúng ta để ý thì dòng tiền thì nó thứ nhất là nó tập trung ở ba các cái nhóm ngành mà Hoàng quan sát chủ yếu. Thứ nhất là hôm nay dòng tiền tập trung là chúng ta thấy là nó vô một ít cái nhóm sắt thép. Và nhóm sắt thép thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nó tượng trưng, nó tiêu biểu như là Hoa Sen, là Hòa Phát, Nam Kim thì những cái cổ phiếu này nó không tăng mấy. Thì dòng tiền nó chủ yếu tập trung ở một số cái cổ phiếu nhỏ nhỏ như là TLH, VGS, TVE mà thôi. Thì hầu như là những cái cổ phiếu này nó tích lũy đã lâu thì thường nó sẽ chạy khoảng 1-2 cây. Nó cũng chưa nhiều các cái yếu tố để chúng ta có thể đánh trong cái giai đoạn hiện tại. Thì thường mà đoạn mà sideways như thế này và đi ngang nền tích lũy như thế này đối với những cái cổ phiếu này ấy, thì thường nó chỉ chạy khoảng từ 10% thôi. Thì hiện tại nó chạy một cây rồi, các bạn thì anh chị em nào có hàng thì chúng ta canh chốt. Thứ hai là chúng ta thấy là dòng tiền ngày hôm nay tiếp tục vô một số cái cổ phiếu bất động sản cũng như là một số các cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Thì chúng ta thấy là dòng tiền chủ yếu nó phân hóa ở các cái cổ phiếu này là chủ yếu. Thì với cái bối cảnh một cái giai đoạn thị trường sideways như thế này thì chúng ta đánh những cái tỷ trọng nó hợp lý trong cái đoạn hiện tại, mà chúng ta phải biết cái lợi nhuận của chúng ta như thế nào là đủ. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Chúng ta phải biết chốt lời, đúng không ạ? Chúng ta đánh ở giai đoạn hiện tại chúng ta phải biết những cái kỳ vọng của mình, có nghĩa là chúng ta đánh được 10-15% là chúng ta phải chốt lời, bởi vì điều kiện thị trường nó chỉ cho một số cái cổ phiếu nó chỉ lãi từng đấy thôi, thì anh chị em chúng ta cũng phải biết là như vậy. Ok, thì chúng ta tập trung lại với cái chỉ số chung của thị trường. Thì tại sao Hoàng nói phiên ngày mai là phiên quan trọng? Vì chúng ta phải biết là ở giai đoạn trước đó thì thị trường nó đã mất chen tăng, nó gãy cái chen tăng tại cái vùng 1060 cộng trừ. Và chúng ta thấy là thị trường nó về những cái mốc ở dưới này, hay là gọi cái khác là mốc hỗ trợ, thì chúng ta thấy nó bật dậy. Và khi mà nó bật dậy thì chúng ta xác định là thị trường nó bước vào giai đoạn sideways. Và giai đoạn sideways như thế này thì chúng ta thấy là nó sẽ đi ngang biên độ từ vùng dưới này lên vùng trên này. Thì giai đoạn sideways đi ngang trong cái vùng này thì quy tắc của chúng ta là chỉ số xuống vùng này là chúng ta mua, lên là chúng ta bán. Thì hiện tại là chúng ta để ý là ngày hôm nay là thị trường nó cũng đã có phản ứng tại cái vùng kháng cự là 1060 rồi, và chúng ta thấy là tạo một cái cây nến nó bán như thế này. Thì với cái việc mà thị trường nó gần những cái kênh trên như thế này thì việc của anh chị em nhà đầu tư của chúng ta, cái hành động của chúng ta là ai có cổ phiếu thì tiếp tục nắm giữ, và chúng ta quan sát thị trường, chứ đoạn này chúng ta chưa nên mua mới nữa. Đấy những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Còn tại sao phiên ngày mai là phiên quan trọng? Bởi vì phiên ngày mai là phiên kết thúc tuần thứ 6. Là khi kết thúc tuần thì nếu mà nó đóng trên 1060 thì là chỉ số nó sẽ có một cái tuần giao dịch vào tuần sau, nó sẽ tương đối ổn và nó sẽ có nhiều các cái điểm mua mới cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Còn nếu như ngày mai mà không đóng 1060 thì tuần sau thì là một cái tuần chúng ta vẫn phải dè chừng đối với cái điểm số, bởi vì nó chưa hình thành một cái xu hướng tăng tiếp tục. Thì đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta
ta cần chú ý. Phiên ngày mai là phiên rất là quan trọng, nếu như đóng trên 1060 thì tuần sau thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái điểm mua của các cái cổ phiếu. Còn hiện tại các hành động của anh chị em trong cái phiên giao dịch ngày mai là chúng ta quan sát thị trường đã, chúng ta chưa vội bán hay là chúng ta chưa vội mua mới, chủ yếu là về phía mua thôi. Phe mua thì hiện tại chúng ta quan sát là chủ yếu, còn về phe bán thì cũng tùy các loại cổ phiếu nữa. Ok, thì về đấy là về xu hướng chung của thị trường. Thứ hai, nhiều anh chị em chúng ta đánh giá khối ngoại, thì đoạn này thì nói thật là khối ngoại họ giao dịch không nhiều nữa. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Chúng ta biết là trong tháng 4 thì họ bán ròng rất là nhiều, nhưng mà lại gần những cái phiên giao dịch cuối tháng 4 nữa thì cái giá trị mà họ giao dịch nó không có nhiều. Vì thế thì nó cũng không ảnh hưởng quá đến thị trường nữa, đúng không ạ? Đoạn này thì chúng ta tập trung vào các cái cổ phiếu mà nó có yếu tố dòng tiền, nó hút dòng tiền, nó chúng ta đánh thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta chú ý theo dõi. Còn về khối ngoại, đoạn này giao dịch quá ít và nó sẽ không ảnh hưởng đến thị trường quá nhiều. Đấy là lý do là trong những video mà Hoàng không phân tích quá nhiều về khối ngoại. Ok, thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đánh giá qua một số các cổ phiếu cho anh chị em chúng ta có được những cái góc nhìn. Thì nói chung là những cái cổ phiếu sắt thép thì đoạn này Hoàng nói rồi, nó tiếp tục nó đi ngang thôi và chưa có đủ các cái yếu tố để chúng ta đánh một cái sóng trong cái đoạn này, đúng không ạ? Nó chưa hút đủ các yếu tố dòng tiền thì chúng ta chưa nên tham gia ở những cái cổ phiếu này, như là Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, còn chưa thấy các yếu tố. Nó chủ yếu ngày hôm nay chủ yếu tăng ở các cái cổ phiếu vốn hóa bé thôi, và thường những cái cổ phiếu này thì rất khó để nó tăng mạnh, bởi vì chúng ta phải hiểu là ở một cái nhóm ngành vận động thì nó phải tăng theo cùng, đúng không ạ? Nó phải tăng theo cùng toàn bộ các cái cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Ngày hôm nay nữa thì chúng ta thấy là dòng tiền nó cũng tập trung ở một số cổ phiếu như là nhóm ngành bất động sản và các cái cổ phiếu dầu khí. Thì Hoàng sẽ review qua hai cái nhóm ngành này cho anh chị em. Thì đối các cổ phiếu bất động sản đợt này thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái thông tin hỗ trợ, thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này cũng chạy được một đoạn rồi, đúng không? Một đoạn rồi. Thì Hoàng đánh giá sơ qua những cái cổ phiếu tiêu biểu cho anh chị em. Thì nói chung là Nam Long thì hiện tại chúng ta thấy là nó đang hình thành một cái chen tăng, đúng không ạ? Hình thành một chen tăng và chúng ta thấy là nó đã có một tuần nó đi ngang trên cái vùng này rồi, và hiện tại vùng này nó gọi là vùng tích lũy thôi, chứ chưa phải là cái vùng phân phối của cổ phiếu. Thì đoạn này đối Nam Long thì chúng ta đưa vào một list danh sách để chúng ta theo dõi. Anh chị em nào đang nắm cổ phiếu này thì chúng ta cứ tiếp tục nắm. Còn anh chị em nào mà chúng ta đang điểm mua thì chúng ta chờ, chúng ta quan sát thêm. Đấy là những điều anh chị em chúng ta có thể chú ý đối cổ phiếu Nam Long. Rồi Khang Điền đoạn này thì chúng ta hiểu là nó cũng có một cái xu hướng tăng, tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó đang tại những cái vùng mà nó có nguồn cung ra rồi, thì chúng ta quan sát xem nó có vượt được cái vùng 31 này hay không. Còn hiện tại thì quanh cái vùng này chúng ta quan sát thôi. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta lưu ý. Hai phiên gần đây thì cái dòng tiền nó vô hưởng ứng nó cũng không quá nhiều thì khả năng cổ phiếu đoạn này chúng ta quan sát thêm thôi, bởi vì nó chưa rõ việc là nó tiếp tục xuống tăng hay không. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy là Celdic tăng rất là mạnh. Các bạn, Celdic ngày hôm nay là phiên Hoàng thấy là tương đối là tích cực, bởi vì chúng ta thấy là một phiên đánh breakout qua cái vùng này, đánh breakout qua vùng này, vol cũng không quá lớn, vol đủ điều kiện, thì công năng khả năng cao nó cũng tương đối là nó ok. Đó, ok, đích cũng vậy, đích ngày hôm nay tăng như thế này thì tương đối là đẹp rồi. Đúng không ạ? Với khối lượng mà chủ động như thế này thì khả năng cao những cái cổ phiếu này nó tương đối là đẹp, đúng không ạ? Hoàng thấy là nó có một xu hướng tăng rất là đẹp như thế này. Đúng không ạ? Ngày hôm nay là tiếp tục một xu hướng tăng rồi, đúng không ạ? Thì khả năng cao những cái cổ phiếu này nó vẫn tương đối ok và tương đối là nó khỏe. Rồi, những cổ phiếu như Long Điền này. Long Điền thì chúng ta thấy là hiện tại phiên giao dịch ngày hôm nay cũng đã xuất hiện những áp lực chốt lời rồi. Thì những cái cổ phiếu này anh chị em chúng ta phải quan sát thôi. Và Long Điền thì chúng ta thấy là kết quả kinh doanh của nó, doanh nghiệp thì nó cũng tương đối là nó yếu kém trong như là hiện tại. Và hầu như là sóng tăng thì chủ yếu là do anh em đánh đấm sóng đầu cơ thôi, vì những cổ phiếu này chưa đủ các yếu tố để chúng ta tham gia. Rồi Long Điền nè, rồi một số cổ phiếu như là Đất Xanh. Đất Xanh thì anh chị em chúng ta chú ý thì hiện tại Đất Xanh thì cũng đang những cái vùng kháng cự rồi, đúng không ạ? Quanh những cái vùng kháng cự hỗ trợ quanh những cái vùng kháng cự này rồi thì chúng ta theo dõi thôi, đúng không ạ? Ngày hôm nay đáng lẽ tăng rất là mạnh nhưng mà chúng ta thấy là nó lại bị áp lực bán cuối phiên như thế này, thì khả năng cao những cái cổ phiếu này nó cần test lại rồi, nó cần test lại quanh cái vùng 13.5 rồi.
quanh vùng này thì nó mới liên tiếp được. Còn hiện tại quanh cái vùng này anh chị em hạn chế chúng ta mua nữa, chúng ta quan sát thôi. Rồi các cái nhóm ngành về cổ phiếu về dầu khí. Dầu khí như BVD thì chúng ta thấy là tăng một mạch từ cái vùng 20.5 đến vùng 22.3 thì hiện tại đang gặp những cái vùng kháng cự, thì cũng gặp những áp lực chốt lời rồi. Thì để có những cái cổ phiếu này để anh chị em chúng ta xác nhận trên thì chúng ta phải thấy là nó break out qua khu vực quanh khu vực 24 này thì nó mới có một cái xuống tăng để chúng ta đánh được. Thì những cái cổ phiếu này anh chị em chúng ta theo dõi thôi, đúng không? Những ai mua mới chúng ta theo dõi. Rồi BVC, đúng không? BVC đoạn này thì còn thấy là nó cũng quanh những cái vùng là kháng cự rồi và nó đã gặp những áp lực chốt lời rồi, nó không lên nổi cái vùng này thì khả năng cao nó cần tái tích lũy lại, đúng không? Nói chung là những cái cổ phiếu này đang giai đoạn sideways và chưa có các cái yếu tố để chúng ta đánh đâu. Đấy những vấn đề mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Oi đoạn này mình thấy là cũng tương đối đẹp thì anh chị em nào đánh có thể là chọn lựa những cái cổ phiếu này, bởi vì các cái yếu tố dòng tiền hoặc sang hoa hàng quan sát là nó vào liên tục. Tuy nhiên anh chị em nào mua thì chúng ta mua những cái tỷ trọng bé ở đây, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta phải chờ cái thị trường chung rồi nhá. Thị trường chung ngày mai và rồi trả qua thì chúng ta có thể chú ý những cái cổ phiếu này và chúng ta mua tích lũy dần, ví dụ mua ít như thế này và khi nào break out qua cái vùng 9, vùng 10 như thế này thì chúng ta có thể là mua thêm. Oi là một cổ phiếu mà Hoàng đánh giá là tương đối ổn trong cái giai đoạn hiện tại. Đấy là những cái cổ phiếu dầu khí. Rồi những cái cổ phiếu mà anh chị em hay hỏi như là HH còn cho mua thì hiện tại thì chúng ta thấy là nó chưa vi phạm những cái vùng của nó, đúng không? Nó vẫn dao động tích lũy trên cái vùng này. Và chúng ta thấy là hai phiên ngày hôm nay bán vốn bé như thế này thì vẫn có các cái điều kiện để chúng ta giữ tiếp được, nó chưa có các yếu tố quá xấu thì anh chị em chúng ta giữ. Rồi TTF cũng cho mua nè, đúng không? TTF hiện tại thì đang dao động tại những cái vùng kháng cự này rồi thì chúng ta quan sát tiếp, đúng không? Đoạn này thì chúng ta quan sát TTF thực kỹ. Thì Hoàng thấy là chưa có các yếu tố để chúng ta bán trong giai đoạn hiện tại đâu, nhìn chung nó vẫn tương đối ổn. Cây đu trần hàng về, đúng không ạ? Cây đu trần hàng về mà nó vẫn cho chốt lại như thế này thì khả năng cao thì nó vẫn duy trì cái trạng thái cung cầu nó vẫn rất là ổn, thì anh chị em cứ nắm tiếp. Rồi một cổ phiếu mà anh chị em có thể chú ý trong những cái phiên sắp tới đó là VTO, đúng không ạ? VTO khả năng cao tích lũy, nó đã có 3 tuần tích lũy như thế này rồi thì khả năng cao nó có thể đánh 1-2 cây để chúng ta lãi từ 7-10%. Thì VTO cũng là một cái cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Ok, thì đấy là những cái cổ phiếu tiêu biểu mà Hoàng để ý. Còn các cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì đoạn này Hoàng thấy là ITA nè, anh chị em có thể chú ý ITA trong đoạn này nhá. Khả năng cao bất động sản khu công nghiệp ITA sẽ là cái con mà nó có thể là chạy được, đúng không ạ? Chúng ta quan sát ITA thật kỹ. Phiên ngày giao dịch ngày hôm nay bán lớn như vậy thì khả năng cao nó cần tích lũy đi ngang rồi, nó cần những cái trạng thái tích lũy rồi. Thì anh chị em chúng ta quan sát ITA trong những cái phiên giao dịch sắp tới, đúng không ạ? Phiên giao dịch sắp tới thì anh chị em có thể chú ý được. Ok, thì đấy là về mặt các cái cổ phiếu tiêu biểu mà anh chị em chúng ta có thể nắm cũng như Hoàng đánh giá các cái cổ phiếu cho anh chị em. Thì nói chung là ở một cái trạng thái là thị trường nó sideways và chúng ta thấy là ở các cái cổ phiếu nó xanh đỏ như thế này. Thì chúng ta thấy là cái việc mà chọn lựa cổ phiếu kỹ á, thì nó rất là quan trọng. Thì anh chị em chúng ta chú ý, chứ đoạn này chúng ta mua không đúng thì khả năng cao là chúng ta hầu như là chúng ta cái danh mục của chúng ta chủ yếu là sideways mà thôi, và chúng ta phải chọn lựa kỹ trong đoạn này. Ok, thì đấy là đánh giá thị trường cho anh chị em. Nói chung là chúng ta nhìn vào thị trường chung đoạn này là như vậy để chúng ta có được cái góc nhìn tổng quan. Thì nếu như là có các cái cơ hội cổ phiếu mới thì Hoàng sẽ thông báo cho anh chị em. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phiên ngày mai rất quan trọng, anh chị em chúng ta quan sát trong phiên ngày mai.